Thưa quý vị và các bạn, nói đến Bắc Ninh, người ta thường chỉ nghĩ đến quê hương của quan họ. Nhưng thật ra, tại nhiều địa phương của Bắc Ninh, hát ca trù cũng là bộ môn nghệ thuật đã được truyền bá từ lâu đời. Trong thời gian gần đây, với một sự quyết tâm, niềm đam mê nghệ thuật ca trù, bà con nhân dân thành phố Bắc Ninh nói chung và bà con xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình nói riêng đã nỗ lực tìm hiểu và khôi phục lại nét văn hóa truyền thống hát ca trù của cha ông. Đến nay, thành phố Bắc Ninh đã có nhiều câu lạc bộ hát ca trù và được nhiều người hưởng ứng nhiệt tình. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự VTC tại một phường hát ca trù mới thành lập tại xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, thành phố Bắc Ninh. Ca trù là bộ môn nghệ thuật truyền thống của miền Bắc Việt Nam, được biểu diễn theo nhóm, gồm có một nữ ca sĩ sử dụng phách, một nhạc công chơi đàn đáy và một người chơi trống trầu. Hiện nay, nghệ thuật hát ca trù đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Giữa cái nắng gay gắt của tháng 6, nhóm phóng viên chúng tôi đã có mặt tại xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình. Không khí tại nhà văn hóa xã thật sôi nổi và nhộn nhịp. Đây chính là địa điểm sinh hoạt thường niên của các thành viên trong phường hát ca trù. Trong 2 năm qua, tại làng Tiểu Than, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, thành phố Bắc Ninh đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm khôi phục nghệ thuật hát ca trù nổi tiếng một thời của làng. Trước đây nghệ nhân của chúng tôi đã có những ca cụ như cụ Ca Công, Nguyễn Thiết Vinh vào Lai Kinh Trúc Hỗ, lúc đó là năm 1879, vua Tứ Đức 50 tuổi, đã vào Lai Kinh Trúc Hỗ hát cho vua Tứ Đức. Thì vị thi là truyền thống ca trù ở đây đã có lâu đời. Sau khi mà chúng tôi theo dõi trên đài là ông Trần Văn Khê về đây đã diễn đàn nhiều lần ở trên đài tiếng nói Việt Nam. Sau đó thì câu lạc bộ thơ của thôn Tiểu Tham chúng tôi, tức là đề xuất từ đầu năm 2008. Sau đó chúng tôi qua những cái buổi mà tức là họp dân sau cái buổi ở đình làng thì được trên Thuận Dễ Hòa và được đảng chính quyền của địa phương đồng ý chúng tôi thành lập. Chúng tôi đã liên hệ tìm thầy, tìm thợ để về khôi phục. Được thành lập từ tháng 4 năm 2008 với 26 thành viên, người trẻ nhất mới 15 tuổi và người lớn tuổi nhất cũng đã đến tuổi 83. Nhưng tất cả thành viên trong phường hát ca trù đang từng ngày nỗ lực luyện tập để có thể sáng tác, biểu diễn phục vụ nhân dân địa phương, góp phần gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Sau mỗi buổi tập luyện, những thành viên lại ngồi lại với nhau cùng nhận xét, góp ý cho từng thành viên trong phường. Đến nay, nhiều thành viên đã hát được một số làn điệu ca trù phổ biến, lưu truyền trong dân gian nhiều vùng. Với niềm đam mê nghệ thuật văn hóa dân tộc, nhiều thế hệ trong làng tìm đến ca trù như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Ngày xưa thì các cụ nhà em thì có hát bài, em cũng có hát thì em nghe thấy hay ạ. Bây giờ thì trong làng có tổ chức thành lập câu lạc bộ thì em tham gia. Sinh hoạt ca trù của làng Tiểu Than đã có cách đây hơn 130 năm. Làng từng có cụ Ca Công là Nguyễn Thiết Vinh dẫn đầu phường hát vùng Kinh Bắc vào Kinh Đô Huế hát chầu mừng vua Tự Đức thọ 50 tuổi. Và đến ngày hôm nay, tại nhà thờ tổ của dòng họ Nguyễn Thiết hiện vẫn còn lưu giữ hai kỷ vật đàn đáy cách đây gần 90 năm. Không chỉ là những kỷ vật mà hiện giờ dòng họ còn có 15 nghệ nhân tham gia hát ca trù của phường. Theo chân những nghệ nhân, nhóm phóng viên chúng tôi tìm đến với nghệ nhân cao tuổi nhất trong làng, cụ Hoàng Văn Thủy, năm nay đã tuổi 83. Không chỉ là người khôi phục lại phường hát ca trù, cụ còn trực tiếp tham gia vào những hoạt động của phường, động viên các thành viên trau dồi năng lực của mình để tiếp tục phát huy vốn văn hóa ca trù có từ lâu đời của cha ông. Do mới thành lập nên phường hát ca trù còn gặp nhiều khó khăn, đội ngũ nghệ nhân có tên tuổi không còn, hay tuổi cao, sức yếu, không thể tham gia hát nữa. Nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động này còn hạn chế nên hoạt động này vẫn chưa được phát huy hết tiềm năng của mình. Từ lúc được đảng và chính quyền địa phương và nhân dân đồng ý để thành lập xây dựng thì trọng tâm là câu lạc bộ thơ và dòng họ Nguyễn Thiết, tức là dòng họ giáo phường. Phát động, vận động, mở cuộc vận động thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Một là về các nghệ nhân già thì do tuổi tác thì đã đi hết rồi. Thế còn bây giờ chúng tôi tìm cái đội quân kế cận và những các cháu nhỏ thì bây giờ còn đang mãi học. Thế người già thì già quá rồi. Vậy thì bây giờ chúng tôi rất khó khăn. Từ tiếng đàn, nhị phách đều là lạc hậu. Về phía kinh phí cũng không có. Tự túc từ cấp, từ địa phương, chính quyền thôn giúp sức cũng không được mà là bao. Những nhà hảo tâm mỗi nhà một chút xíu. Có nhà cao nhất thì giúp tới 700. Thế còn các cụ chỉ giúp 5-30. Vậy thì kinh tế của chúng tôi là rất khó khăn. Vậy thì chúng tôi cũng muốn là cấp trên nhìn thấy và thấy khó khăn thì giúp sức người sức của vào thì chúng tôi để mang cái tiếng nói của Tiểu Than là đi
được khắp nơi. Cũng giống như quan họ, ca trù là loại hình nghệ thuật gắn liền với sinh hoạt văn hóa dân gian, nhưng qua những biến cố lịch sử, hát ca trù dần mai một và có nguy cơ thất truyền. Mong muốn của ông Nguyễn Đức Thị cũng chính là mong muốn của những thành viên trong phường ca trù thôn Tiểu Than đang nỗ lực phấn đấu góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc của di sản văn hóa độc nhất vô nhị này.